Tập 43. Khó khăn của các người chính là bên trong những căn phòng này. Mỗi phòng có người hoặc thần. Trong mỗi phòng đều có mỗi khó khăn. Cho dù là người hay thần đều phải giải quyết mới là vượt qua. Cho dù chỉ có một người không giải quyết xong đều coi như thất bại. Dựa vào đâu tôi phải tin ông? Ai biết được ông có đánh lén tôi không? Tin hay không thì tùy cô. Nếu như cô bỏ cuộc, tôi có thể động lòng từ bi đưa các người về bằng con đường lúc nãy. Nếu như đã đến đây rồi, chúng ta cứ làm thử đi. Cô cũng đã đến rồi. Các vị là con dân tại Hoàng Oanh Cốc ngày xưa. Tại sao cô lại mặc cho ngạc như tộc làm hại chúng tôi? Đúng vậy, sao cô không có như? Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không ngờ nó lại như vậy. Năm xưa mẹ tôi mất tích, tôi buộc phải kế nhiệm chức nữ dương. Các tộc khác đều muốn nuốt chửng tôi. Tôi buộc phải nhờ ngạc ngư tộc giúp tôi dẹp yên nổi loạn, mới cho họ vào Hoàng Oanh Cốc để cung cấp lương thực cho mọi người. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ họ lại làm hại các người. Cô nói dối. Cô vì muốn bình loạn cho nên đã mắt nhắm mắt mở cho phép ngạc ngư tộc tàn sát chúng tôi. Dù ngạc ngư tộc lợi dụng lòng dạ hiền lành của nữ dương, lúc đó cô ấy không biết gì cả, cô đừng trách cô ấy. Đồ ngốc, chỉ có huynh mới tin ả. Cô nói cô sẽ bảo vệ con dân của cô đều là giả dối. Thứ cô coi trọng chỉ có ngôi vị của cô thôi. Tôi thật sự muốn bảo vệ mọi người. Tôi chiến đấu cho thiên linh tộc. Chúng ta công khai xét xử nữ dương đi. Nếu ả có tội, chúng ta sẽ xử tử ả. Đúng rồi. Đúng rồi. Xử tử ả đi. Cha. Thạc Nhi hả? Thạc Nhi là con phải không? Phải, là con đi. Thạc Nhi, cha cho con hay. Con mau cứu cha. Cha chịu hết nổi rồi. Mau, mau cứu ta đi. Cha, mau cứu ta đi. Sao cha lại bị vậy? Ta cho con hay. Sau khi không còn băng tinh, ta đã trở nên như vậy. Thạc Nhi, con mau trả băng tinh cho ta. Trả băng tinh cho ta. Cha, băng tinh không còn nữa. Băng tinh không còn nữa. Có phải con gạt ta không? Có phải con lấy trộm không? Con cho ta biết đã giấu nó ở đâu đi. Cha, băng tinh vốn không thuộc về chúng ta. Con chỉ trả nó cho băng tộc mà thôi. Con nói bậy. Băng tinh là của ta. Là của ta. Con có biết không? Không có băng tinh ta không thể trị bệnh cho người ta, không thể hành nghề nữa. Thật gì? Con cho cha biết đi. Cho cha biết đi. Cha nghe con nói đi mà. Ủa, con muốn hại chết ta sao? À, vậy con ra tay đi. Ra tay giết ta đi. Giết ta đi. Nè, cha, giết ta đi. Cha, hãy giết ta đi. Cha, nè, giết cha ta đi. Cha, vì hòa bình của tam giới, con thật sự không thể trả lục diệp băng tinh cho cha. Hại cha ra nông nỗi này, con thật sự có lỗi với cha. Ta biết rồi, rốt cuộc ta hiểu rồi. Con muốn hại chết ta. Con xin lỗi cha. Chẳng những lấy trộm băng tinh của ta, còn đoạt luôn ngôi báo chủ quân của ta. Ta phải giết con. Ta phải giết con. Ta phải giết con.
Nguyệt Chiếu tỷ tỷ. Ta không phải là Nguyệt Chiếu, ta là Nguyệt Lãnh. Sao muội không thể phân biệt rõ là Nguyệt Chiếu tỷ tỷ hay là Nguyệt Lãnh tỷ tỷ? Nguyệt Lãnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đã lâu rồi muội không gặp tỷ. Đúng rồi, muội đã theo thần y học thành tài chưa? Muội không muốn học cách dùng độc, muội muốn được như tỷ tỷ và Nguyệt Chiếu tỷ tỷ, học tập thần y thuật chính tông. Nguyệt Lãnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Nguyệt Lãnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Muội đi lấy thuốc, tỷ nhất định sẽ không sao đâu. Không. Không. Nguyệt Lãnh tỷ tỷ. Nguyệt Lãnh tỷ tỷ. Nguyệt Lãnh tỷ tỷ. Muội xin lỗi, muội không thể cứu tỷ được rồi. Người là nữ nhân bệ hạ của Thiên Linh tộc, mất tích đã lâu. Phiến Phong à, ngươi bạo gan lắm, ngàn nhiên dám thương con gái ta Triều Nhai. Nữ nhân bệ hạ tha tội, tôi đây thật lòng yêu Triều Nhai công chúa. Thân phận của ngươi là gì? Ngươi chỉ là một tên thị vệ, lấy gì mà xứng với Triều Nhai? Phiến Phong biết thân phận mình thấp hèn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình, không để cho công chúa chịu uất ức gì đâu. Ngươi biết tại sao ngươi có thể làm thị vệ của chúng tôi không? Phiến Phong chịu một cô cha mẹ từ nhỏ, do nữ nhân nuôi lớn và đào tạo tôi. Để ta cho ngươi biết rõ sự thật. Mẫu thân của ngươi từng là tỳ nữ của ta, á qua mặt ta, vụng trộm với nhạc sư, sau đó đã sanh ra ngươi và bỏ rơi ngươi. Ta thấy ngươi tội nghiệp cho nên mới nhận nuôi ngươi. Hả? Tôi không tin đâu. Ngươi có thể không tin ta, nhưng mà ngươi còn nhớ chuyện ngươi hồi còn nhỏ hay không? Người đàn bà hèn hạ bị ổi đó, ả tên là Lưu Cúc. Chính ả đã dạy cho ngươi bay lượn trên bầu trời, giúp ngươi chiếm được một vị trí trong Thiên Linh tộc. Bà ấy chính là mẫu thân của tôi. Cho nên phu quân của Triều Nhai nhất định phải xuất thân cao sang, như vậy mới có thể duy trì huyết thống cao sang của Thiên Linh tụ lạc chúng tôi. Còn xuất thân của ngươi, chắc bây giờ ngươi biết tại sao ta phải bắt ngươi tránh xa Triều Nhai rồi chứ. Ta muốn ngươi lập tức đi khỏi, mãi mãi không được gặp Triều Nhai. Không, tôi không muốn rời xa Triều Nhai. Tôi biết thân phận tôi thấp hèn, nhưng tôi có thể bảo vệ cô ấy. Cho dù chỉ được phép theo hầu bên cạnh cô ấy, tôi cũng cam lòng mà. Ngươi không xứng đáng. Phiến Phong, ngươi mau thả Triều Nhai ra. Triều Nhai. Phiến Phong. Phiến Phong. Phiến Phong, ngươi bước ra đây cho ta. Có giỏi, chúng ta đấu một trận quang minh chính đại đi.
Ngươi hèn hạ bị ổi, ngươi vốn không dám đấu với ta. Ta đường đường là vua của Hùng tộc, tại sao không dám đấu với ngươi? Rõ ràng ngươi biết ta và Triều Nhai thanh mai trúc mã, vậy mà trước khi cha ngươi chết là giác mặt đi cầu xin sự luyện nữ dương, yêu cầu ngươi tuân thủ hôn nhân giữa ngươi và Triều Nhai, thậm chí trục xuất ta. Phụ dương ta, chuyện giữa phụ dương ta và sĩ luyện nữ dương làm sao ngươi biết được? Đúng vậy, phụ dương ta từng đi gặp sĩ luyện nữ dương, nhưng mà... Nhưng ngươi biết Triều Nhai không thương ngươi, chẳng những ngươi không ngăn cản, còn thúc cha ngươi đi làm. Không phải vậy, ta từng nghĩ đến sẽ ngăn cản, nhưng đó là chuyện giữa phụ dương ta và sĩ luyện nữ dương, cho dù ta có ngăn cản cũng không được gì. Giả lại, ta thật lòng yêu thương Triều Nhai. Bị ổi, lúc Triều Nhai hiểu lầm ta thay lòng, lúc cô ấy đau đớn xót xa, tại sao ngươi không giải thích chứ? Ngược lại còn thừa cơ hội để thể hiện bản thân mình. Triều Nhai vì đại cuộc, cho nên mới đồng ý cuộc hôn nhân đó thôi. Người mà cô ấy thật sự yêu thương là ta. Không phải vậy, giữa ngươi và Triều Nhai đã là quá khứ rồi. Lúc Triều Nhai bên cạnh ta, cô ấy rất vui vẻ. Nhưng lúc ta quay về, ngươi phát hiện mọi khi có xảy ra chuyện gì, ta và Triều Nhai đều rất ăn ý. Tuy ngươi không nói ra, nhưng trong lòng ngươi vô cùng ganh tị đó. Ngươi cấm miệng. Cho dù là vậy, ngươi cũng không thể đuổi ta, không cho ta theo Triều Nhai, tại vì ngươi sợ hãi. Ngươi sợ mình không quang minh lỗi lạc như những gì cô ấy đã nghĩ, ăn ngay nói thẳng. Ngươi sợ cô ấy phát hiện ngươi là kẻ so đo ích kỷ mà rời xa ngươi. Không phải như vậy sao? Không thể bỏ rơi tôi. Tôi vì huynh không thể ca hát được nữa. Tôi vì huynh bị Thước Canh và anh không thích cướp mất trinh tiết. Bây giờ tôi không còn gì nữa cả. Lâm Thường, ta xin lỗi. Ta thật lòng xin lỗi cô. Ca Sách, huynh qua đây, tôi chờ huynh lâu rồi. Lâm Thường, ta nợ cô, ta nhất định tìm cách bù đắp cho cô, nhưng mà ta nhất định không thể lừa gạt cô. Trong lòng ta chỉ có mình Lê Lạc thôi. Huynh là Dương, tại sao huynh không thể yêu tôi như yêu Lê Lạc? Tại sao huynh không thể yêu tôi? Tại sao huynh không thể mang tình yêu của huynh chia cho tôi một chút? Tại sao vậy? Tôi hận ả. Bây giờ tôi sẽ giết ả ngay. Lâm Thư, ca, vì muốn có thể cho huynh tự do, để càng làm càng sai. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát. Không, để vì ta mà làm nhiều việc như vậy, để không thể chết được. Ta không thể để cho này chết đâu. Thích ra Lê Lạc, chàng yêu thiếp nhưng không thể cứu thiếp. Chàng không yêu Lam Thường nhưng lại làm hại cô ấy. Chàng chứng kiến anh không thích đang dần bị xa lầy nhưng lại không ngăn cản được. Bây giờ ba chúng tôi đều không ở bên cạnh chàng nữa. Với khả năng của chàng,
có thể cứu sống chúng tôi không? Ta sẽ cố gắng. Ca, có nhiều chuyện không phải huynh cố gắng thì có thể làm được đâu. Cũng như để đối với huynh vậy. Lê Lạc, Lâm Thường, con trai, chỉ có Lục Diệp Băng Tinh mới có thể cứu ta. Cha, con nhất định phải cứu ta. Cha mau tỉnh dậy đi mà cha. Hãy cha cứu tỉnh dậy đi mà. Ta. Cha, cha hãy tỉnh dậy đi. Con trai à, con có biết không, lòng của ta đã tan nát rồi. Con đổi mạng sống cho ta đi, hả? Nè nè nè, nè, nè. Giao mạng sống của con cho ta. Nè, giao mạng sống cho ta nào. Giao nó cho ta đi nào. Mau lên. Đúng rồi. Mau mau mau. Mau lên. Mau lên. Nào. Nào mau đi. Nhanh lên nào. Còn chơi gì nữa. Mau. Mau lên. Mau lên. Bao lên đi, bao lên. Dạ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Vừa rồi chúng ta đã nhập mộng. Đúng vậy, trong giấc mơ chỉ có cái chết mới có thể thoát ra được. Thật là đáng tiếc, các người lại thức giấc trong lúc then chốt nhất. Bằng cách nào cậu phá được nhập mộng thuật vậy hả? Tôi là tâm mộng chi chủ. Từ đầu tôi đã làm phép ngăn cản tất cả phép thuật lẻn vào giấc mơ của tôi. Lúc tôi nhìn thấy vực sâu, tôi đã biết bị ông nhập mộng rồi. Cậu lớn mạnh hơn những gì tôi đã nghĩ. Nhưng mà vừa rồi tôi đã nói rõ, tất cả mọi người đều phải vượt qua được mới xem như thành công. Bây giờ chỉ có một mình cậu vượt qua được, không thể xem như thành công. Tôi nghĩ các người nên đi về chỗ mà các người đã xuất phát đi. Khó khăn lắm chúng tôi mới đi tới đây, quyết không quay về. Cho chúng tôi thêm một lần nữa. Các người đánh giá tôi quá cao đó. Phép lực của tôi không cao siêu như vậy, mà do Đại Tế Ti đưa các người nhập mộng đó. Đại Tế Ti đó rốt cuộc là ai vậy? Tinh Cử, huynh có quen hay không? Cách nhập mộng của họ hoàn toàn khác so với tầm mộng tộc chúng ta. Chúng tôi muốn gặp Đại Tế Ti, chúng tôi phải trực tiếp đối thoại với bà ấy. Đại Tế Ti không gặp các người đâu.
các người hãy đi về đi. Tiểu Yêu, đừng ép chúng tôi ra tay. Có phải là bà không? Bà, bà, tôi biết bà đã tới rồi. Mọi người hãy về cho tôi. Bà, thì đã bà chính là đại tế ti có chuyện lối vào của ảo thuyết thượng sơn Phong Thiên. Cà sách, ta từng nói với con nhiều lần, đừng tìm hiểu chuyện mà con không đủ khả năng. Nhưng mà bà cũng từng nói có vấn đề nhất định phải tìm hiểu. Trước khi có kết quả, ta sẽ không đi khỏi đây đâu. Bà, tôi thật không ngờ bà lại là Phong Thiên đại tế ti. Như vậy quá tốt rồi, bà hãy giúp đỡ cho Ca Sách là đứa cháu mà bà thương nhất. Bà cho chúng tôi đi qua đi. Không thể nào. Bà, ảo tuyết thần sơn nhìn sơ qua giống y như nhẫn tuyết thành vậy, nhưng mọi thứ của nó, nhất là thời gian như ban ngày và đêm khuya, là điên đảo và ngược lại. Nếu nói như vậy, lòng dạ của bà cũng điên đảo và ngược lại so với lúc ở nhẫn tuyết thành sao? Ảo tuyết thần sơn cao thâm khó đoán, đại tế y Phong Thiên chỉ là vị thần có phép thuật thấp nhất trong ảo tuyết thần sơn thôi. Kể cả ải của ta cũng không qua được. Nếu đòi đi tiếp, chỉ có bỏ mạng tại đây. Đi về đi. Cứ xem như là một giấc mơ. Thật không ngờ bà lại là đại tế ti Phong Thiên. Đúng vậy. Trước kia bà ấy từng nói với tôi bà ấy không phải là đàn bà. Là nữ thần. Sau đó còn dạy cho tôi nên làm sao chống lại người mình yêu. Xưa nay tôi cứ nghĩ rằng bà ấy là một bà cụ hòa đồng dễ mến, có chút ngây ngô và ham chơi thôi. Nhưng ai ngờ đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy. Thật không ngờ, xưa nay tự giấu kín mình như vậy, thì ra là đại tế y của ảo tuyết thần sơn. Chẳng lẽ bà ấy là đồng bộ của Nguyên Tế sao? Nhưng bà ấy là người trong tộc của Băng Dương, sao có thể cấu kết với người ngoài bán đứng chúng ta như vậy? Nếu muốn bán đứng chúng ta, trước kia bà ấy đã có nhiều cơ hội ra tay rồi mà. Đúng vậy, nếu như bà ấy muốn hại chúng ta, không biết chúng ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Tôi đồng ý. Bà ấy không muốn giết chúng ta, chỉ muốn dằn mặt chúng ta thôi, buộc chúng ta phải đi về. Nhưng nay bà ấy là đại tế ti của ảo tuyết thần sơn. Trong giấc mơ, bà ấy hại chúng ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Chẳng lẽ như vậy mà gọi là nương tay sao? Vì một lão bà mà cãi nhau om sòm, kể cả một bà cụ cũng giải quyết không xong, đúng là bọn ngu ngốc. Nếu không phải phụ dương không cho đích thân ta ra tay, thì ta đã đi tìm ẩn liên rồi. Buồn ngủ quá, ta đi ngủ một giấc đã. Chỗ lợi hại nhất của Phong Thiên bà chính là nhìn thấu được bí mật mà xưa nay người ta chưa từng tiết lộ. Nếu chúng ta không có bí mật không thể nói ra được, thì không bị bà ta hành hạ đâu. Huynh có bí mật gì đang giấu trong lòng? Bí mật của huynh dám nói ngay trước mặt nữ dương hay sao? Các huynh làm như vậy rốt cuộc là có bí mật gì? Chắc chắn là họ đã bị bà chọc giận, cho nên không biết là địch hay là bạn. Bất luận bà là địch hay bạn, chúng ta cũng nên tự hỏi mình, nếu như cho chúng ta thêm một cơ hội nhập mộng, liệu có thể chiến thắng tâm ma của mình hay không? Mọi người không nên tự trách làm gì. Tôi là dị dương, tôi vẫn bị tâm ma đánh bại như thường. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi đây sẽ có cách thôi.
ai vậy? Dương, là tôi. Tôi thấy ngài một mình đi ra ngoài, tôi không yên tâm cho nên đã đi theo. Kẻ đến đây ngăn cản chúng ta qua ải đều là bà con bạn bè thân thiết nhất trong lòng của chúng ta, làm sao chúng ta có thể làm thẳng tay được? Tâm ma y như cái bóng của chúng ta vậy, và không ai có thể thoát khỏi chính cái bóng của mình được đâu. Nếu như chúng ta ứng phó không phải là cái bóng của mình mà là cái bóng của người ngoài cuộc thì sao? Vậy tôi hiểu rồi. Ngoài cuộc thì sao? Nếu như đã đến ảo tuyết thần sơn, tôi không thể trở về tay không được, không lấy được ẩn liên, tôi thề không quay về. Vẫn chưa nản lòng sao? Bà, ảo tuyết thần sơn tôi nhất định phải đi. Xin bà cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại, chúng tôi sẽ đi khỏi đây. Được, ta cho mọi người tâm phục khẩu phục. Mọi người đã vào lộn phòng rồi, nên đi theo giống hôm qua mới đúng. Sai rồi, quay lại đi. Tất cả những gì Triệu Nhai Nữ Dương đã làm đều là vì an toàn của Thiên Linh tộc. Cô ấy vì lòng nhân từ nhất thời cho nên mới thả ngạc ngư tinh linh vào Hoàng Quanh Cốc. Xưa nay cô ấy không ngờ lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Xin mọi người tha lỗi cho cô ấy. Lùi xuống. Con trai, lòng ta tan nát rồi, con đổi mạng cho ta đi, hả? Con trai, nào, giao mạng của con cho ta nào, con trai ngoan của ta. Chủ quân yên tâm đi, y thuật của tôi mạnh hơn nhiều so với con trai yếu đuối của ông đó. Ai đã ám sát ta vậy? Là ai đã ám sát ta vậy? Ý, cô là Nguyệt Chiếu. Ta không phải là Nguyệt Chiếu. Vậy cô là ai? Là ai? Là ai đã ám sát ta vậy? Tại sao nó không đến cứu ta? Tại sao huynh? Tại sao huynh lại ám sát ta? Tôi và cô không có thù oán với nhau. Tại sao tôi phải ám sát cô chứ? Là ngươi! Các người không ai xứng đáng với con gái của ta. Yeah.
Tôi hiểu rồi. Tâm ma có từ lòng tự ti của tôi. Chỉ có cách loại trừ tâm ma mới có thể chiến thắng bản thân của mình. Tôi phải lấy Dương. Tôi cũng phải lấy Dương. Kaka, ta chỉ lấy người của nãy yêu thôi. Anh không thích ta giết ngươi. Cô không thể giết đệ đệ mà Dương thương yêu. Cô, mọi người có cãi nhau cũng không có kết quả. Nghe tôi biểu diễn một bản rồi bình tĩnh lại. Hay lắm. Các người, các người ngang nhiên giở trò. Quy định của các vị là trong mỗi căn phòng gặp chuyện khó xử, không nói là không thể hoán đổi được. Thua thì phải chịu. Chúng tôi đã thắng thì là thắng rồi. Đúng vậy. Các vị đều rất thông minh, biết rõ tâm ma của mình vốn chẳng đáng kể gì. Ái này xem như các người thắng. Bà, có thể cho chúng tôi đi qua được chứ? Nếu muốn tiếp tục đi theo phía trước, cần phải đánh bại ta. Ai lên trước? Hay là xông lên cùng một lúc đi? Cho mọi người hay, đại tế ti ra tay không phải chuyện đùa đâu. Các người muốn tự sát thôi, còn tôi thì không. Bà, người nhất định phải làm vậy sao? Ra tay đi. Bà là nữ thần. Bà là nữ thần của ảo tuyết thần sơn, là vị nữ thần từ bi. Bà thấy đó, chúng ta đã quen nhau thân như vậy, chẳng lẽ bà không thể thông cảm cho chúng tôi qua ải này được hay sao? Nữ thần bà. Nên người ta là đại tế ti của ảo tuyết thần sơn. Bà ấy không làm nữ thần mà làm ma đầu. Dương, để tôi lên trước. Liên Tiễn, Tịch cửu.
Thiên Cựu, huynh không sao đấy chứ? Tôi không sao. Tại sao Phong Thiên bà trở nên lợi hại như vậy? Tính sao bây giờ? Sự cố rồi. Ba ba. Ba ba. Hoàng Thái, ba bị sao vậy? Bảy chỉ bị ngất thôi.